Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng tham quan điểm du lịch địa phương của tỉnh Lạng Sơn các bạn nhé. Trước mặt chúng ta đây là một ngôi chùa được làm ở trong hang động các bạn ạ. Đây là ngôi chùa Tam Thanh các bạn nhé. Chùa Tam Thanh là một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm trong quần thể danh thắng Động Nhị Thanh, Động Tam Thanh và núi Tô Thị, thành mạc của Lạng Sơn các bạn ạ. Đấy ạ. À, Động Tam Thanh thì đã được xếp vào hạng di tích cấp quốc gia các bạn nhé. Một ngôi động rất là đẹp. Ngôi chùa nằm ở trong hang động các bạn ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. À, chúng ta cùng theo mình đi vào bên trong để khám phá xem bên trong hang có như thế nào. Và có những gì các bạn nhé. Thì các bạn cùng theo chân mình đi vào trong. À, chùa Tam Thanh thì được mệnh danh là đệ nhất bát cảnh xứ Lạng. Đấy, nơi đây là địa chỉ tâm linh dành cho rất nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Nếu có cơ hội đến đây thì các bạn nên đến đây tham quan một lần các bạn nhé. Đấy ạ. Ở ngay cổng vào thì chúng ta đã thấy có một cái đài sen để chứa nước. Nước này thì được giỏ từ trên trần xuống các bạn nhé. Nước này là nước nhỏ tự nhiên ở trên đỉnh của trên nóc của cái hang động này xuống đó, từ cái nhũ đá xuống các bạn ạ. Người ta đã xây một cái đài sen để hướng nước ở dưới cho nó đỡ ướt ra vòng quanh. Đây, xung quanh thì chúng ta có những cái khu vực thờ cúng tâm linh rất là trang nghiêm và đẹp các bạn ạ. Phía bên này cũng có một ban được xây dựng ở vào một vế bên cạnh cửa hang. Đây là phần mới đi vào của cửa hang các bạn nhé. Nhìn nó rất hoành tráng. Phía trên này thì có vẻ như không phải tự nhiên mà do con người đã làm ra cái khu vực này. Khu vực này thì không có độ của tự nhiên rồi, được thiết kế bằng bàn tay của con người cho nên là nhìn nó hơi không được tự nhiên. Nói chung là nó cũng đẹp nhưng mà nó không tự nhiên cho nên nó không có cái gì là đặc biệt lắm các bạn ạ. Thì mình cùng tham quan qua một chút. Có rất là nhiều những tượng Phật và phía chính giữa của chúng ta đây, đi vào bên trong thì có một không gian rất là rộng. Trước mặt chúng ta đây là một cái khối nhũ đá, thì nhũ khối này thì khối tự nhiên các bạn nhé. Nhũ rất là cao, được kết nối từ trên tràn xuống. Đấy, khu vực này là cả một khoảng rộng luôn. Rộng thanh thang, nó phải rơi vào vài trăm mét vuông các bạn ạ. Thực ra là ở trong này thì khi ở ngoài trời đang ở nhiệt độ khoảng 30 độ C thì vào đây chỉ còn khoảng 15 độ các bạn ạ. Thực sự là vào trong này nếu mà chúng ta mặc áo cộc tay thì sẽ rất là lạnh đấy. Mình cũng thấy có hơi sởn gai ốc một tí bởi vì trong này nó có nước nên là rất là lạnh. Cực kỳ là lạnh luôn. Chúng ta đi sâu vào phía bên trong thì tham quan bên trong này thì cũng có rất là nhiều những cái nhũ đá này, những cái đèn được trang trí. Được trang trí thì cực kỳ là đẹp. Đó, ở giữa đây thì được xây thiết kế cái quy thành một cái bể nước để hướng nước giỏ từ trên trần xuống các bạn nhé. Đấy. Đây chúng ta đang ở cái sân chính giữa. Sân chính giữa thì có một lối đi lên trên. Và đây chúng ta cùng tham quan ở chỗ này giữa hang thì có một cái gọi là cái hồ các bạn ạ. Hồ nước rất là trong và sâu. Đây người ta gọi là hồ âm ti. Đó, có nghĩa là theo mình hiểu cái hồ này nó sẽ sâu thẳng xuống dưới âm ti luôn. Không nhìn thấy đáy các bạn nhé. Người ta gọi là hồ âm ti. Đấy, rất là sâu và mát. Đi sâu vào bên trong thì chúng ta cùng tham quan một số các ngóc ngách của hang. Ở trong này thì rất là nhiều các ngõ ngách được xung quanh cái hồ thì được người ta đã tu tạo lại và làm lan can để tránh bị ngã xuống dưới các bạn nhé. Vì hồ rất là sâu và nước lạnh. Đấy, bên trên thì được thắp điện hết rồi. Trong này nói chung là cũng được các nhà đầu tư quy hoạch và đã điện đóm rất là sáng và đẹp. Các loại bóng màu sắc các bạn nhé, được làm nổi bật lên. Đó. Thì mình cũng đi rất là nhiều ngôi chùa nhưng mà ngôi chùa này là ngôi chùa đầu tiên mình thấy là được làm ở trong hang động, với một chiếc hang, với một cái hang động cực kỳ là rộng lớn luôn. Mình thấy rất là rộng luôn. Đây ạ, không gian ở trong này thì chúng ta tưởng tượng như cả một cái sân vận động luôn. Vòm rất là cao, rộng và thoáng mát các bạn nhé. Và trong này hoàn toàn không bị thiếu oxy hay gì cả, có nghĩa là trong này nó rộng mênh mông luôn. Nước thì chảy vòng quanh dốc rách, chỗ nào cũng có nước chảy.
Đấy, du khách khắp nơi về thăm rất là đông vì nay cũng không phải là ngày lễ hay là ngày hội gì cả, chỉ là ngày bình thường thôi. Mình vào mình review và mình tham quan thì mình thấy cũng rất là đông du khách ở khắp nơi về tham quan. Đó, rộng dã man các bạn ạ. Thực sự là mình thấy rất là rộng và đẹp. Với cái hang này mình thấy thì gần như độ nguyên sơ thì phải đến 95% các bạn nhé. Tỷ lệ bị phá hoại và tác động của con người thì cũng không nhiều. Đó, vẫn còn nguyên vẹn, đa số là nguyên vẹn, chỉ được con người làm thêm những cái bậc và những cái cầu để cho du khách đi lại tham quan dễ hơn, và có những đường điện để thứ nhất là để sáng, thứ hai là để cho nó tạo nên cái màu sắc nó hấp dẫn đấy ạ. Với cái giếng này thì cái hồ này thì cực kỳ là rộng, cũng có rất là nhiều tầng các bạn nhé, cái hang này rất là nhiều tầng. Thì phía trên này chúng ta tiếp tục đi lên trên thì có một cái cầu thang người ta xây bằng bê tông, hai bên thì được làm bê tông giả bằng tre các bạn nhé, nhìn như kiểu là cầu tre luôn nhưng mà thực tế ra là đã được làm bê tông rất là kiên cố và cốt thép đầy đủ đấy. Phía bên này thì chúng ta thấy có những khối đá rất là to, khối đá là hoàn toàn tự nhiên các bạn ạ, nhũ đá đây ạ, rất là đẹp. Từ trên trần nhỏ xuống lâu ngày thì nó sẽ có những thành cái nhũ đá đấy, cực kỳ là đẹp. Đây, tiếp tục vào trong lên một bậc tiếp theo thì chúng ta thấy trên này như một cái quảng trường rất là rộng luôn, rộng mênh mông. Trên này có cả ghế đá cho du khách có thể ngồi nghỉ hoặc là tham quan chụp ảnh rất là nhiều thứ luôn đấy. Mình thấy một ngôi chùa mà trong một cái hang rất là khủng khiếp như thế này, to rộng và mát. Nếu mà ở trong này mà được ở thì quả thật là không bao giờ có mùa hè luôn các bạn nhé. Quanh năm. Trong này mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát, cho nên là một cái môi trường ở khá là lý tưởng. Nhưng mà đây lại là một khu du lịch các bạn, cho nên là không có chuyện ở trong này được. Đó. Các bạn thấy có đẹp không? Rất là đẹp. Ở trên cái khu vực này thì người ta sẽ gọi là có một giếng trời các bạn. Giếng trời có nghĩa là có một cái lỗ ở trên trên đỉnh hang thì sẽ thông hẳn lên trời luôn. Thì chúng ta sẽ có đường để leo lên trên đó. Thì sẽ lên trên đấy thì mình sẽ có thể đây, trước mặt chúng ta đây chỗ sáng sáng kia là giếng trời các bạn nhé. Sẽ có đường bậc cầu thang để đi lên, chúng ta đi lên đó. Khi chúng ta lên trên này thì sẽ được tham quan và được nhìn xuống dưới hang từ xa, từ cao. Có nghĩa là mình sẽ đứng ở trên cái miệng giếng trời kia, chúng ta nhìn xuống thì cực kỳ là đẹp đấy. Bên này thì như một bức tranh luôn, một bức tranh bằng nhũ luôn. Khi sự tạo hóa của thiên nhiên thì sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những cảnh đẹp và những tinh túy của thiên nhiên. Đó. Các bạn cùng tham quan nhé. Khu vực này thì cũng có một chút nhũ đá đã bị đập nhưng mà không ảnh hưởng gì vì nó cũng rất là ít thôi. Với một cái hang này mình đánh giá thì là đẹp và thu hút được rất nhiều du lịch ở khắp nơi, các khách thập phương đến tham quan đây ạ. Đấy, cực kỳ là đẹp. Quay trở lại thì chúng ta đi xuống ngách dưới thì có một cái cổng thứ hai các bạn ạ. Cổng thứ hai ở cái ngách dưới chỗ quảng trường thì đi ra một cái cổng được làm bằng gỗ, nhưng mà mình nhìn đây thì cũng giống là bê tông lắm, nhưng mà cánh cửa thì được làm bằng gỗ chắc chắn rồi. Cánh cửa này thì chúng ta không thể ra được bởi vì ban quản lý đã khóa cửa rồi các bạn nhé. Chúng ta chỉ có thể tham quan ở khu vực này một chút. Khu vực này cũng như là một cái ngôi cửa, cái cửa thứ hai của ngôi chùa đấy. Ở đây thì có biển chỉ dẫn là nối lên hang rơi, thì chúng ta cùng đi lên trên để tham quan xem cái hang rơi thì sẽ có rơi hay không và nó như thế nào các bạn nhé, kỳ là hấp dẫn. Đi ở đây thì nói chung là cũng không có gì đáng ngại các bạn ạ, đường đều có bậc hết và có tay vịn những chỗ nguy hiểm. Đó. Nếu mà các bạn thấy mình nghe máy hơi nhanh thì các bạn là thông cảm cho mình vì vì chỉ có một mình tự quay cho nên là cũng quay nó cũng chưa được đẹp lắm các bạn nhé, các bạn là thông cảm cho mình. Dần dần mình sẽ cố gắng cải thiện để có những video nó chất lượng thì để đem đến cho các bạn xem nó thực tế hơn và đẹp mắt hơn. Đây, cái gì cũng cần có thời gian và kinh nghiệm các bạn nhé. Đây ạ, nối đi lên trên đây, mình sẽ đi theo
Bạn nhỏ này thì đi lên trên chúng ta sẽ tham quan hang rơi, xem hang rơi sẽ có rơi không. Đấy. Đường đi thì cũng khá là dốc các bạn ạ, vòng vòng vèo luôn, cực kỳ là đẹp, rất nhiều ngóc ngách. Đó, ta sẽ đi sang bên này để xem hang rơi đâu, hang rơi này ở khu vực bên nào. Đấy. Nhìn quanh qua một vòng thì cũng khu vực này cũng là ở bờ bên kia của cái quảng trường đó các bạn nhé. Có hang thì cũng có rất là nhiều ngõ ngách và nối vòng, nên là chúng ta hãy tham quan hết một vòng để cùng xem những góc đẹp nhất của cái hang này là góc nào, thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới video để xem các bạn đánh giá khu vực nào là đẹp nhất của cái hang này. Đấy. Nhũ đá đây hoàn toàn là óng ánh các bạn nhé, khi những giọt nước từ trên nhỏ xuống lâu ngày thì nó sẽ tạo lên cái độ óng ánh như kim tuyến, cực kỳ là đẹp. Đó, bóng điện soi lên thì nó lên một cái màu tím, nhìn nó hơi mờ ảo một tí các bạn ạ. Đấy, đi thực sự là đi ở trong này thì không không có cảm giác gì là nóng luôn, lúc nào cũng lạnh buốt các bạn nhé, cực kỳ là rét. Đấy, chúng ta bắt đầu đi vào tiến sâu vào khu vực hang rơi, thì cố gắng là mình sẽ đi nhanh hơn để xem những chú rơi đang ở khu vực nào. Đấy, mình nghĩ ở trong hang này thì vẫn hoàn toàn là có rơi ở thôi các bạn nhé, cực kỳ là nhiều các nhũ đá luôn, độ tự nhiên thì gần như là nguyên bản, mình thấy rất là đẹp. Đây, hang rơi của chúng ta đây, khi chúng ta đã nhìn thấy một đàn rơi đậu ở trên trần các bạn nhé, thì chỗ này nó cũng có khoảng 2, 4, 6, 8, 10, khoảng 50 cặp, 50 cặp rơi. Thì rơi theo tập tính của nó thì nó sẽ đậu ngược ở trên trên trần các bạn ạ, nó sẽ đậu bằng chân, nó dính làm sao nó dính được vào trên trần trần nhà hoặc là trần hang động luôn, nó sẽ thả người xuống dưới. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Nó treo lơ lửng luôn. Đấy, đặc tính của rơi rất là giỏi, chân nó rất là dính nhưng không hiểu là dính kiểu gì. Đó. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đi sang một ngách bên cạnh, đó là ngách này là đi lên gọi là cổng, cũng là một cái cổng đi lên trên đỉnh để gọi là cổng viễn vọng các bạn ạ. Chúng ta lên trên này nó còn là một cái gọi là đỉnh cao gần như là cao nhất và có một cái view cực kỳ là đẹp. Khi đi lên đây thì khu vực này thì rất là dốc. Mình đánh giá là những cái bậc thang ở đây thì dốc hơn tất cả những cái bậc thang khác. Leo lên rất là mệt. Đây, bạn hỏi này leo rất là mệt luôn. Dốc phải bỏ bằng tay các bạn. Thì chúng ta cùng lên trên và khám phá xem trên này vọng cảnh thì nó sẽ như thế nào. Trước mặt chúng ta đây, cả một không gian rộng. Và mình nhìn thấy đầu tiên là một cái lá cờ các bạn nhé. Đấy, và xa xa là khu dân. Bên dưới là có dân cư. Trên này thì có một cái ngôi lầu bằng gỗ ở lầu để chúng ta ngồi ngắm ở đây, ngắm toàn cảnh khu dân cư ở bên dưới, nhà xây và dân cư rất là đông đúc và phát triển. Phía xa bên kia thì chúng ta nhìn thấy một ngọn đồi cao chót vót và xung quanh toàn là đá các bạn nhé. Đấy. Thì trên đỉnh thì có một một cái bảng lô cốt. Theo mình tìm hiểu thì lô cốt này thì từ thời chống Pháp họ đã xây ở trên đấy để quan sát các bạn nhé. Đây là đài quan sát từ thời Pháp rồi, người ta xây ở trên đấy. Thì khả năng cái đỉnh này phải dùng máy bay mới đưa được vật liệu lên hoặc là người lên các bạn ạ. Người chắc là sẽ không trèo lên đâu. Một ngọn núi rất là cao và dựng đứng thì phải dùng phương tiện chỉ có máy bay thôi. Chứ con người thường không thể đưa được lên và leo được lên được. Núi rất là hùng vĩ. Phía xa kia thì cũng có một cái lô cốt ở cái phía ngọn bên dưới này các bạn nhé. Đó, chúng ta cùng nhìn rõ một cái lô cốt mà hơi mờ mờ khuất nhưng mà chúng ta vẫn mắt thường vẫn có thể nhìn rõ được, cực kỳ là đẹp. Khi quay lại với phía đằng cổng thì chúng ta thấy có một ngôi sàn, ngôi nhà sàn này thì được gọi là nhà sàn dân tộc Tày các bạn nhé. Nhà sàn dân tộc Tày thì được làm hoàn toàn bằng gỗ. Khi chúng ta vào bên trong thì được thấy có bộ bàn ghế bằng tre này, trưng bày các sản phẩm của khu du lịch và của người dân tộc. Đấy, đây là bàn thờ. Bàn thờ này, bàn thờ của người dân tộc Tày các bạn nhé, thờ gia tiên.
Đấy, về phía bên này thì chúng ta cũng có thể thấy là có rất nhiều các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những cái đồ lưu niệm được bày bán ở đây. Khăn này, vải này, thổ cẩm rồi quần áo này, thuốc nam rồi rất là nhiều các loại rượu. Đấy, rượu và vòng tay, các loại quả ngâm như kiểu quả táo, quả me. Đây là các loại vòng bằng gỗ các bạn nhé. Vòng bằng gỗ và vòng bằng đá được bày bán, trưng bày sản phẩm ở trong này rất là nhiều, quà lưu niệm đấy rất là nhiều luôn. Đến đây chúng ta có thể mua về làm quà để tặng người thân, hoặc là những ai mà thích đeo những cái vòng này thì vào đây mua cũng, mình thấy cũng rất là đẹp. Ở trong này thì có những gói, như gói tam thất này, những hạt như mắc khén này, đây những cái lọ nhỏ nhỏ họ mắc khén này, và rất là nhiều các quả được muối ở đây. Thực ra là mình thấy nhiều quá, mình không, thực sự là không 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 thể đọc tên hết được các tất cả các loại. Chúng ta cùng nhìn qua một lượt. Ra ngoài cổng thì chúng ta thấy có một tiểu cảnh rất là đẹp với những cá và non bộ các bạn nhé. Đó, về tổng quan của chùa Tam Thanh trong hang động thì chúng ta đã tham quan được một vòng, thì các bạn có nhận xét như thế nào thì hãy đánh giá và bình luận ở dưới video. Video của mình xin phép được dừng ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giây phút này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ở phía bên dưới và chia sẻ để ủng hộ mình ra các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.